Pumba Stories. Đầu tiên thì anh muốn chúc mừng cái sự thành công của hai tập của Thăng Trầm Show đúng không? Thăng Trầm đúng không? Vâng, em cảm ơn anh. Em đã không phải đi giải thích cho anh rằng đấy là Thăng Trầm, may quá. Anh nghĩ là đây là một cái gọi là ẩn ý chơi chữ của mình đúng không? Nhưng mà anh thấy nhiều người không biết thì phải. Đúng rồi anh ạ. Vâng, mỗi lần là có phỏng vấn hay là gì đó mọi người đều đọc là Trầm Show. Vâng, em đều phải sửa lại, giải thích lại là đấy là Thăng Trầm. Em đã rất là muốn chơi chữ và muốn mọi người nhận ra, nhưng mà không có nhiều người có buồn vì điều đấy không? Không, mất công chơi chữ. Những người hiểu được là những người đặc biệt. Trộm vía là anh cũng đặc biệt à? Trộm vía. Ok, thế thì trước khi đi tới nội dung chính của chương trình thì mình sẽ warm up bằng một chút rượu ha. Tôi uống được rượu mà đúng không? Dạ vâng. Yes. Anh còn nghe nói là thậm chí còn tiêm tiểu luôn là khác đấy chứ. Thế anh nghe ai nói? Anh không biết, anh nghe tiếng Hạ đâu đấy. Không biết là okay, tiếng Hạ đồ có đúng không đây. Thank you anh. Ok, thì hôm nay 30 tập của chương trình cũng đã chuẩn bị ra những cái hashtag rất là đặc biệt dành riêng cho Ngô Lan Hương. Thì rất là mong chúng ta sẽ có những cái cuộc chia sẻ nó thẳng thắn, nó gần gũi với nhau nha. Ok, để anh xem nào, hashtag đầu tiên. Rất quen thuộc. Rất quen thuộc đúng không? Rất quen thuộc. Với Ngô Lan Hương là không thể bỏ qua hashtag này được. Khi mà nhắc tới hashtag cover ấy, thì hình theo anh được biết là em bắt đầu cover từ thời 2014 rồi đúng không? Gần chục năm rồi đúng không? Thì hồi đấy là mình như là, nếu mà 2014 thì hình như vẫn là hồi cấp 3 thì phải. Vâng, hồi em học lớp 10. Tận hồi em học lớp 10 đấy. Bài đầu tiên anh biết là bài gì không nào? Không, anh mà biết thì em lại mới giật mình ấy. Thế anh thật rồi, anh không biết. Vâng, hồi đấy là bài đầu tiên là bài Chắc Ai Đó Sẽ Về của anh Sơn Tùng MTP. Wow. Thế thì cái lý do gì mà đưa mình tới với cái con đường cover này nhỉ? Cái lý do gì mà mình lại thôi thúc mình vậy? Em bắt đầu biết nghe cover và hâm mộ những người hát cover từ hồi em còn học cấp 2. Chắc là phải tầm lớp 7, lớp 8 gì đấy. Ở nước ngoài thì có nhiều anh chị lắm mà làm cover. Hồi đấy nó là một cái trào lưu ở nước ngoài luôn đấy. Còn ở Việt Nam mình thì có chị Thái Trinh. Anh có biết. Chị Thái Trinh có những cái bài đáng yêu lắm, The Show I'm Yours, thì hồi đấy em là fan của chị Thái Trinh. Thế là mình cũng cứ biết là thế là có một cái hình thức hát và up lên mạng xã hội như thế này để thể hiện bản thân của mình. Nhưng mà mãi đến hồi em học lớp 10, khi đó là em đã biết đàn rồi và bắt đầu là đi thi 20 tháng 11 ở trường là cũng được khen anh ạ. Vâng, là cũng thấy cũng tự tin đấy. Bắt đầu là tại sao mình lại không quay để đăng lên trên YouTube nhỉ? Đỡ phí đúng không? Đỡ phí. Tài năng của mình thì cứ thử xem, biết đâu hên xui. Thì chứng tỏ là cái niềm đam mê âm nhạc là cũng bắt đầu từ bé rồi đúng không? Dạ vâng. Đam mê âm nhạc của em là nghe nhóm từ hồi em còn học mẫu giáo cơ. Nghiêm túc đấy. Từ hồi mẫu giáo là em đã hay tham gia những cái cuộc thi văn nghệ. Xong rồi lên cấp 1 thì là vẫn là những cuộc thi văn nghệ. Được nhà trường lựa đi đây đó. Cấp 2 cũng vậy, cấp 3 vẫn vậy. Bây giờ cũng vẫn thế. Thế thì trong những cái bài mình cover ấy, thì đâu là cái bài mà nó mang lại cho mình gọi là nhiều thành tựu nhất đi, gọi là viral nhất của mình đi. Viral nhất thì chắc chắn là bài Hãy Trao Cho Anh. Rất thích Sơn Tùng đấy, đúng không? Trộm vía, chắc là em mở màn với cả là mở màn sự nghiệp cover với cả là bài của anh Tùng, thế nên là ấy anh Tùng độ em. Nhưng mà đấy là cái bài viral nhất. Em cũng muốn chia sẻ thêm về một cái bài mà nó mang tính bước ngoặt nữa cơ. Trước đó là từ cái hồi em học lớp 12, có một cái bản cover trong nhà vệ sinh nha. Mặc áo Bassa cover trong nhà vệ sinh. Bài Mashup, I'm Yours, Một Nhà, hãy cái gì ta? Quên mất rồi, nhưng mà lại để mình là... Mình hát mình không nhớ luôn. Lại để là một bài Mashup. Xong bắt đầu là nổi lên từ đợt đấy, nổi kiểu trên hài VL, rồi là VOZ các thứ ấy. Nhưng mà nổi sơ sơ thôi. Đấy, trong cái đấy khi mà Hãy Trao Cho Anh thì đấy là một cái cú nổi lớn. Thế thì khi mà Hãy Trao Cho Anh nó thành một gọi là một cú hit trong cái thời kỳ cover đi ha, thì cái cảm xúc của mình với nhau có kiểu vui quá hay là tự nhiên thấy nhiều người quan tâm đến mình quá thì kiểu cuộc sống và thứ nó có thay đổi không? Trước đó những cái bản cover của em đã bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Tức là cái cảm xúc em nó lên từ từ. Nó lại không bị
đùng một cái là mình được quá nhiều người biết đến. Tức là nó quá trình. Nó có quá trình. Đúng rồi. Em đúng thích rồi. Cái đấy. Em rất là sợ những cái gì nó đến quá đột ngột. Chứ không phải là một kiểu one hit tự nhiên trên trời rơi xuống một bài hit bùm phát xong lại nặng đúng không? Mà nó là quá trình. Dạ vâng. Nó nên rất là từ từ và đến cái bài Hãy Trao Cho Anh thì nó là một cột mốc. Thì cái khi mà bài Hãy Trao Cho Anh đạt được cái sự quan tâm lớn của mọi người. Em đương nhiên là rất vui. Nhưng mà đấy cũng là lần đầu tiên trong đời em đọc được nhiều cái comment tiêu cực đến thế. Đúng rồi. Cái gì nó có hai mặt ấy. Ừ, chính xác. Thế thì khi mà hồi đấy là năm bao nhiêu nhỉ? 2019 ạ. Lúc đấy thì vẫn còn trẻ mà nhỉ? Thì khi mà còn trẻ như thế mà đọc được nhiều cái comment tiêu cực thế thì cái tâm lý của mình nó có ảnh hưởng nhiều không? Có đó. Hồi đấy là em cũng buồn ít mà lo sợ thì nhiều. Em lo rằng là thế ví dụ sau nổi hơn nữa thì chết nữa à? mới thế thôi mà đã thế này rồi đúng không? Mới thế thôi mà đã thế này rồi. Ừ. Mà tại vì là các những cái lời comment của các bạn, những lời góp ý thì không sao nhá. Đúng rồi. Nhưng mà những cái lời mà nó mang tính chất lăng mạ ấy, mang tính chất rất là phiến diện, rất là công kích cá nhân, thì nó khiến cho em thấy sợ quá. Tại sao người ta có thể dễ dàng buông ra những lời cay độc như thế với nhau đến vậy? Thì đấy cũng khóc lóc, cũng chả đến mức khóc lóc đâu, nhưng mà nói chung là buồn mếu mếu. Thế đến bây giờ thì chắc là cũng cứng cáp hơn nhiều rồi đúng không? Dạ vâng. Đến bây giờ thì đối với em những cái comment tiêu cực hoặc cũng có thể là do em chưa nổi đến thế. Thực ra là nếu mà em ở cỡ như anh Sơn Tùng đi thì có khi là những cái lời lẽ nó có hai mặt, mà bao giờ khi mà mình được quan tâm thì sẽ có fan và có anti fan, và độ quan tâm càng lớn thì cái độ cuồng nhiệt của fan càng lớn và độ ghét của anti fan nó cũng càng nhiều, càng lớn. Đấy thì có thể là bây giờ em chưa đạt được, tức là chưa nhận được cái sự anti nó mạnh đến cỡ đấy, thế nên là em vẫn đang cảm thấy mình nó ở trong mức chịu đựng được của mình. Và mình thấy rằng là thỉnh thoảng cũng hơi thấy nói này có hơi kỳ không ta, tức là mình hơi thấy hơi thương những cái người mà người ta phải phát tiết ở trên mạng xã hội như thế. Có thể là bên ngoài họ đã phải chịu những cái gì rất là kinh khủng hay sao mà để mà họ không thể kiềm chế được. Nói chung là câu chuyện trên mạng hay là những cái lời lăng mạ trên mạng xã hội nó không còn xa lạ gì nữa. đến thời điểm này thì anh nghĩ là bản thân anh làm YouTube thôi cũng phải gặp những cái comment tiêu cực như vậy rồi, thì anh nghĩ rằng nó là một phần của cuộc sống nữa mà, không tránh được đúng không? Ok, cheers. Cheers. Ok, đến với hashtag tiếp theo. Ha ha. Ha ha. The Voice. Hashtag. Một cột mốc em rất là đáng nhớ của em đấy. Thế là 2014 mình bắt đầu cover, thì đến năm bao nhiêu mình bắt đầu tham gia The Voice nhỉ? Trước cú hit Hãy Trao Cho Anh. Vâng, em tham gia The Voice vào năm 2017. Hình như hồi đấy thì là sinh viên đúng không? Hồi đấy là sinh viên năm nhất luôn anh ạ, chân ướt chân ráo vào trường. Xong rồi quyết định tham gia một cuộc thi lớn, non nớt lắm. Năm nhất mà đã tự tin đăng ký một cuộc thi truyền hình như thế thôi. Cái động lực nào mà nó thôi thúc em đến như vậy mà mình phải đăng ký ngay năm nhất mà không phải là đợi đến năm 2, năm 3 mình trau dồi thêm mà mình phải đi luôn năm đấy. Có cái động lực nào nó khiến mình phải hành động ngay như thế không? Chính ra là không có động lực gì. Vâng. Bởi vì là hồi đấy em không có nghĩ là em sẽ nghiêm túc với sự nghiệp âm nhạc. Em cứ nghĩ là đối với em âm nhạc nó chính xác hoàn toàn là một cuộc chơi, một cuộc dạo chơi, thì cái cơ hội nó đến là mình nắm luôn. Cơ hội The Voice đến là nhờ câu lạc bộ âm nhạc của trường em. Cũng là trường anh. Em biết nha. Tức là gần như là kiểu lúc đấy mình đơn giản là mình đăng ký đi thi rồi chứ cũng chả xác định là thế này thế nọ đúng không? Dạ vâng. Thế nhưng mà mình không nghĩ rằng là một cuộc thi, mình đi thi là với tâm lý đi chơi như vậy. Mà cái cuộc thi đấy đem lại cho mình nhiều điều mới và những bước ngoặt mới cho em đến vậy. Có thể gọi là một cái tác động ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mình luôn nữa đúng không? Dạ vâng. Anh thắc mắc một chút nhé, không biết là đã ai hỏi em câu này chưa, nhưng mà tại sao một cô gái năm nhất đi thi The Voice mà lại chọn một bài hát
biệt ly đúng không? Nghe nó không giống một người năm nhất đại học hát gì cả. Tại sao lại như thế nhỉ? Nên nói thật không ta? đây là vùng an toàn mà. Em không nhớ là hồi đấy em đã chia sẻ gì khi mà người ta hỏi em là tại sao lại chọn ca khúc này. Chắc hồi đấy em cũng băn vở. Băn vở đúng không? Mình không muốn nói sự thật. Thì bây giờ nói sự thật đi nào. Hồi đấy là em mong muốn là em sẽ hát bài Can't Take My Eyes Off You trong vòng thi giống hạt cờ. Em thích hát nhạc ngoại, thích hát bossa nova, thích kiểu nó màu nó hơi jazz một chút. Đấy, thế nhưng mà giám đốc âm nhạc của chương trình thì chú bảo là bài này cũ, tức là bài này không hay, mà là bởi vì nó rất là nhiều người hát rồi. Nó không phải là một cái màu sắc mới trong chương trình kiểu vậy đúng không? Nó không phải là một cái gì đó mà mọi người mong đợi đâu. Thì nếu như mà cháu thích kiểu nhạc này thì cháu hãy thử tìm một ca khúc nhạc Việt Nam nhưng phối lại theo kiểu này xem sao. Thế là em ngồi nghĩ, chú bảo cho xuống ngồi nghĩ. Em ngồi suy nghĩ lắm, em ngồi em nghe hết tất cả những bài này bài kia. 2 tiếng sau chú gọi lên, tìm được chưa? Dạ chưa. Thế là chú tìm cho em luôn. Thế là cái quá trình mà thay đổi bài hát nó diễn ra ngay trong buổi hôm đấy luôn. Trong buổi hôm đấy luôn ạ. Thế là coi như là gần như là mình không tập trước luôn đấy đúng không? Thế thì rất là đáng chúc mừng chứ còn gì nữa. Trong cái buổi không, ý là trong buổi rehearsal. Vâng, tại để là trong một cái, chúng ta sẽ có một cái buổi tập với cả là giám đốc âm nhạc trước khi đi thi. Chứ làm sao mà em chuẩn bị sẵn được để cho nó phù hợp với trang phục rồi Ok, thế thì sau cái cuộc thi The Voice ấy, nó có làm cái tác nhân ảnh hưởng trực tiếp tới con đường âm nhạc của mình bây giờ không? Dạ có. Trực tiếp à? Không, nó gián tiếp thôi. Vâng. Nó không phải là vì em thi The Voice về xong rồi em bắt đầu được gọi show, book show các thứ. Bởi vì em dừng lại ở vòng đối đầu rất là sớm. Thế nhưng mà sau chương trình The Voice thì em có được các anh chị cùng tham gia chương trình, những người mà đã làm nghề lâu năm rồi và cũng đi thi, và họ cũng về và họ cảm thấy quý mến mình và họ cho mình cơ hội để được làm công việc nghệ thuật. Và từ đó là em bước chân vào một công ty truyền thông. Vâng, hồi đấy là mình... Đấy, nhưng mà đến cái khoảnh khắc đấy em vẫn mơ hồ về chuyện làm nghệ thuật nhá. Em vào công ty truyền thông là bởi vì công ty có trả lương cứng cho em. Thế là em vừa làm sinh viên mà vừa có lương cứng không? Là mỗi tháng là có tiền tiêu vặt không? Em rất vui. Đấy, nói chung là mọi thứ nó đến nó tình cờ lắm anh ạ. Nó là cái duyên ấy nhỉ? Nó là cái duyên. Anh nghĩ nó là cái duyên đấy. Vâng. Ok, thế thì chúng ta chúc mừng cho The Voice. Cái duyên của The Voice. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với cả hashtag tiếp theo xem nào. Anh lại cười rồi. Anh lại cười bởi vì anh thấy toàn hashtag hay thôi. Công nhận 30 tập của chương trình khéo léo thật. Anh muốn đưa em về không? Yes. Anh muốn đưa em về không? Anh muốn đưa em về không? Anh có vợ. Theo như anh được biết thì anh muốn đưa em về không là được sáng tác vào cái thời điểm dịch đúng không? Và ngay sau đó thì rất là viral trên TikTok. Thế thì không biết là cái quá trình mình sáng tác trong đợt dịch này nó có khó khăn hay cái gì không? Phần sáng tác là đến với em rất là tình cờ vào lúc 3 giờ sáng. Cũng chả hiểu tại sao mà một cái ca khúc mà nó mang tinh thần vui vẻ như thế lại đến vào lúc 3 giờ sáng. Lúc đấy là không có ngủ được thì em có ngâm nga những giai điệu nó chạy trong đầu của em. Thì có một cái giai điệu nó cứ... Thì mình bảo là cái này hay. Thế là mới lôi đàn guitar ra xong rồi lắp thử xem là câu nào hợp với cái giai điệu đấy. Thì lại ra câu, anh có muốn đưa em về không? Đấy, em đã bắt đầu từ đấy để viết ra một bài hát đấy. Nó mất của em khoảng 1 tiếng để hoàn thành xong bài đấy. 1 tiếng để có một hit đúng không? Trộm vía. Thế thì cái thời điểm mà mình ra mắt ca khúc này thì mình có nghĩ rằng nó lại viral đến như vậy trên TikTok không? Viral trên TikTok thì em không nghĩ đến. Nhưng mà em nghĩ rằng bài hát này có thể hit. Em đã nói với cả là công ty của em rằng là anh ơi, phải làm bài này thôi. Không, bài này em tin là nó sẽ thành công đấy. Thế là anh quản lý cũng thấy bảo cũng ok. Ekip bảo được, bài này được. Thế thì mình quyết tâm mình làm nhá. Nhưng mà anh ạ,
xui một cái là bản official, bản MV ra mắt vào đầu năm 2021. Lúc ra mắt thì nó không có hit. nó cũng khá là xịt đấy. Bởi vì là em nghĩ là do em làm không tốt lắm, cũng phải thừa nhận luôn, thẳng thắn thì em làm không tốt lắm ở bản phối cũng như là không tốt ở về mặt truyền thông nữa. Thế nên là nó đã không trở thành một bản hit ngay tại thời điểm ra mắt được. Nhưng mà một thời gian sau khi mà nó được remix lại thì nó lại là một cái bản phối khác, nó vui tươi hơn này. Nó catchy hơn, nó hợp với xu hướng hơn. Thế là nó viral trên TikTok. Đã bao giờ mà mình kiểu mọi người, kiểu rất nhiều người biết bài này đúng không? Nhưng mà đã bao giờ kiểu mọi người không biết đấy là bài của em chưa? Ôi nhiều lắm anh ơi. À thế à? Nhiều lắm. Bây giờ em đã vào Sài Gòn 5 tiếng được nửa năm rồi. Và cũng gặp rất là nhiều anh chị ở trong nghề. Gặp cả những người làm sản xuất, là gặp cả những người là nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ. Thì lúc mà nói chuyện ban đầu họ cũng chỉ biết em là Ngô Lan Hương. Đấy, có một Ngô Lan Hương như thế, có hát cả vở như thế, giọng cũng ok. Thế nhưng mà em bảo thế có biết là em có một bài hit không? Thế gì? Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai. Bài đấy của em à? Ôi, em phải vào trong Sài Gòn, cái khoảnh khắc đấy xảy ra là không có thể đếm được luôn đấy anh ạ. Thế nhiều quá, hết cả buồn luôn đúng không? Cả buồn luôn. Thành buồn cười. Thế là tự nhiên mình nghĩ là thôi thì nếu như mà người ta không biết trước thì mình sẽ gặp ai mình cũng sẽ phải giới thiệu vậy. Anh có biết bài này là của em không? Của em đấy. Cụ thể thế luôn, anh biết bài này của em không? Đúng rồi, cụ thể. Anh có biết lần đầu tiên gặp anh là thứ hai là của em không? Của em á? Đúng vậy, là của em nhá, nhớ nói cho mọi người nhá. Đây là anh thấy cái phương thức truyền thông này nghe chừng có vẻ không hiệu quả lắm nhá. hơi tốn cơm đấy. Mà anh có vừa nghe em chia sẻ là mình nam tiến được nửa năm rồi đúng không? Yeah. Thế thì liệu cái quyết định nam tiến này thì nó có cái tác động nào bởi cái sự thành công của anh muốn đưa em về không không? Dạ có chứ. Phải là có, bắt đầu có những cái dấu hiệu rằng là mình cũng có khả năng. Nó cho mình niềm tin đó anh. Thì mình mới bắt đầu là mình mới có cái động lực để làm những cái điều nó lớn lao hơn và quyết tâm hơn trên cái con đường trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì từ khi mà em có cái suy nghĩ đấy là em đã bắt đầu nghĩ đến việc nam tiến. Và em hoàn thành được cái ý nghĩ đấy vào đầu năm nay. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Ok, sau cú hit anh có muốn đưa em về không sẽ là hashtag gì đây? Đây rồi. Thăng trầm. Cảm ơn anh thăng đã trầm. Đưa thăng trầm đến ngày hôm nay. Chứ không phải là trầm. Thăng trầm nha thưa các quý vị. Em nhìn vào máy quay này đúng không anh? Đúng rồi, em nhìn thẳng và em tuyên bố đây là gì. Và không phải là cái gì. Các bạn ơi, hashtag ở đây có nghĩa là thăng. Và chúng ta sẽ đọc series của Hương là thăng trầm, không phải là trầm nha thưa các quý vị. Thăng trầm nào, cùng nói với Hương nào. Thăng trầm. Vâng, thăng cảm ơn. Trầm. Ok. Trời đất. Cho anh hỏi một chút nhá, tại sao mình lại quyết định mình làm một cái show âm nhạc nó lại mang một cái phong cách nó vintage, nó xưa như vậy? Em lại thẳng thắn luôn nhá. Thẳng thắn đi. Thẳng thắn mà. Bởi vì là để mà nói hoa mỹ về vấn đề này thì nói hết cả buổi tối cũng được ấy. Nhưng mà nghiêm túc ra thì em bắt đầu thăng trầm vào cuối năm 2021. Thì có phải là 2021 là một năm đỉnh dịch, mọi người ở nhà, mọi người cần một cái gì đấy mang tính chữa lành. Em cảm thấy thế. Thì em mong muốn là sẽ làm được một cái show, bởi vì là cũng có đi show được đợt đấy đâu, thì chả làm show trên YouTube. Tôi sẽ mong muốn là làm một cái show có tính chất chữa lành. Thế nên là mới ra được cái tên thăng trầm. Có thăng có trầm, một năm đầy thăng trầm trong cái cảm xúc của mình. Và những ca khúc mà em chọn ở trong thăng trầm thì tại thời điểm đấy một số bài hát nhạc xưa nổi lại như một trào lưu. Bài nhất là bài Tuổi Mộng Mơ là một cái bài mà một bài rất rất hay. Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13. Một bài rất hay, thế nhưng mà nó chỉ có cái sự nhen nhóm được mọi người biết tới thôi, chứ lại chưa có ai có thể làm lại nó một cách chỉn chu cả.
thì em đã nắm bắt cơ hội đấy. em chỉ đơn giản là như vậy thôi đấy. Chứ còn thực ra là ban đầu cũng chẳng nghĩ là cái show này nó phải là nhạc xưa hay là như thế nào. Chứ trong Thăng Trầm Một của em, ngoài Tuổi Mộng Mơ này, bài Chuyện Nàng Trinh Nữ Tiên Thi này, với cả là bài Tuổi Đá Buồn là ba bài nhạc xưa, thì em cũng có những cái bài nhạc mới là bài bài của anh Trúc Nhân. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn. Lớn rồi còn khóc nhẹ. Đấy thì bài đấy là bài mới. Tức là em chỉ làm sao là cho nó vừa bắt được trend mà vừa hợp được với cái cảm xúc thăng trầm ấy. Nó là một cái câu chuyện ở trong đấy. Ban đầu anh lại cứ nghĩ là Biệt Ly này và những ca khúc trong Thăng Trầm nó có một cái nét gì đấy nó tương đồng, thì anh lại đang nghĩ là đây là thể loại nhạc yêu thích của Ngô Lan Hương, nhưng mà hóa ra thì nghe chừng nó cũng có vẻ nó thực dụng hơn mình nghĩ ha. Hên xui anh ơi. Nó là hên xui đấy. Em đã thử rất là nhiều loại nhạc đấy, như là em đã làm rất nhiều nhạc trẻ mà. Trong cái quãng giữa Biệt Ly và Tuổi Mộng Mơ là một giai đoạn nhạc trẻ ở giữa, chứ không phải bởi vì nhạc xưa là cái thể loại âm nhạc mà em theo đuổi. Sau mặc dù đương nhiên là em có thích phong cách vintage, em thích nó ở cả trong cái phong cách thời trang cơ, và em đã theo đuổi nó một khoảng thời gian rồi. Cái sự vintage và sự thập niên cũ nó cũng có một phần ở trong máu của mình. Nhưng mà mình đã thử rất là nhiều cho đến bây giờ là mình lại vòng lại thử xem cái này nó một lần nữa xem như thế nào. Nó vừa mang tính thực dụng nhưng mà cũng là một cái sự thử thách đấy, thì may quá cơ mọi người lại đón nhận nó. Lại chỗ bía phát nữa. Là chỗ bía phát nữa. Ok, thế thì một lần nữa chúc mừng Thăng Trầm. Ok, thế thì qua những gì mà chúng ta vừa nói với nhau về những cái hashtag, thì anh đã chọn ra đây 4 mùi hương mà theo anh cảm thấy là nó sẽ phù hợp với từng hashtag, tức là từng một cột mốc thời điểm trong cuộc sống của Hương á. Thì bây giờ em sẽ thưởng thức xem và em sẽ nói cảm nhận của em xem nó như thế nào nhá. Cái này là một bài toán khó với em đấy. Em không giỏi cảm nhận nước hoa cho lắm. Nhưng mà không, em sẽ nói lên suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em. Quan trọng nó là cảm nhận, cảm nhận thì làm gì có giỏi với cả không giỏi. Cảm nhận mà. À đầu tiên trước khi xịt chai này em phải giới thiệu trước nhá. Chai này Kira Kira, chắc là em cũng biết nghĩa của nó. Bling bling. Tiếng Nhật mà đúng không? Dạ. Ok, tại sao lại là chai này? Chai này là anh chọn cho cái hashtag là cover. Bởi vì đây là một cái mùi hương mà nó dựa trên, theo anh cảm thấy thì nó dựa trên một cái mùi hương khác, đó là Another 13 của Lelabo. Một chai rất nổi tiếng, thì chai nước hoa này nó theo anh cảm nhận thì nó cũng là một phiên bản cover của Another 13, tuy nhiên thì nó có phần nhẹ nhàng hơn và nó là một cái màu sắc khác đi. Nó sẽ là kiểu cover ấy chứ không phải là copy. Dạ vâng. Em thử này. Nó thực sự nhẹ nhàng luôn đó. Đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Cái hay của chai nước hoa này nhá, em biết là gì không? Là khi mà xịt lên da nhá, thì kiểu nhiều khi em xịt xong em sẽ không cảm nhận, không ngửi thấy mùi gì cả. Kiểu mình cứ cố tìm mùi ấy, mình ngửi chả thấy gì cả. Nhưng vô tình đến lúc mình kiểu quên bẵng nó đi rồi, tự nhiên mình lại thấy nó bốc và hừng hực lên. Nó hay ở cái điểm đấy. Nó cũng giống như cái hiệu ứng của Another 13. Một mùi rất là đặc biệt, nhưng mà sao nhở, nó giống một cái mùi rượu nào đấy mà em đã từng uống qua. Em thích mùi này. Thích không? Vâng. Nếu mà trên thang điểm 10 cho bạn này mấy điểm? Em sẽ cho bạn ý 8.75. 8.75, rất chi tiết nhá. Bình thường thì 8.5 thì hẳn 8.75 luôn, rất chi tiết luôn. Vậy thì em muốn cho bạn 9, nhưng mà nó lại không phải là một cái mùi chưa tới 9. Nó chưa tới 9 mà cũng không thể 8.5 được, nên là 8.75. Đúng vậy. Cũng hợp lý. Ok. Đấy, em để đây nhá. Tiếp theo là một mùi hương anh chọn cho cái hashtag The Voice. Tại sao lại như vậy? Em nhìn cái tên của nó đi. Falling into the sea. Đi ra biển lớn à? Nghe vậy. Đúng không? Nghe hợp lý không? Nghe rất hợp lý luôn. Wow. Uầy, thật là sâu sắc nha. Sâu sắc mà. Trời ơi, đúng là một người chuyên gia về nước hoa. Thì cái mùi này nghe là in Falling into the sea, thì khi mà nghe cái tên thì nhiều người sẽ nghĩ đây là một mùi hương biển. Nhưng mà không nha, đây là một mùi hương theo kiểu trái cây. Anh nghĩ là nó em thoảng sẽ... tận đây rồi này. Em sẽ thấy nó rất lạ mũi luôn.
Chua chua mát mát. Cảm giác summer. Đúng rồi, rất là summer. Rất là summer vibe đấy. Dạ vâng, rất là summer vibe. Falling into the sea mà. Vâng. Giống như kiểu là một ly cocktail. Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ uống cái ly này ở bên cạnh bãi biển. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Yeah. Sao nhưng mà nó có làm mình thích không? Thích thú không? Nó hơi phóng khoáng hơn so với cả là tính cách của em. Em sẽ cho nó 8.5. À cũng cao đấy chứ không phải không đâu đúng không? Cũng cao đấy. Vâng, tại vì một mùi rất đặc biệt nhưng mà chỉ là nó phóng khoáng hơn so với tính cách của em thôi. Ok, thế là 8.5, 7.5, 8.5. Ủa toàn điểm cao đấy chứ. Ok, và tiếp theo hashtag là anh muốn đưa em về không? Yeah. Nó là một cái cột mốc đánh dấu một cái sự gọi là một cái bước mình bước tới cái sự chuyên nghiệp. Đúng không? Một cái con đường mình chuyên nghiệp hơn thì anh cũng sẽ chọn một cái mùi hương mà nó cũng có cái nét, phải nói chai này thì những bạn khán giả của anh thì biết rồi nhưng mà anh sẽ giới thiệu lại cho em. Lawcast này nó có nghĩa là bản nhạc giao hưởng, dàn nhạc giao hưởng. Thì trên mỗi một cái chai ấy nó sẽ có một cái mã như này, mã QR như này. Thì khi mà mình quét bằng điện thoại ấy thì nó sẽ ra một bài hát cho mình. Mỗi chai là một bài hát khác nhau hay là mỗi chai là một bài hát khác nhau luôn. Sáng tạo ghê. Hay không? Nó rất là phù hợp với cả một ca sĩ nhạc sĩ đúng không? Rất hợp vâng. Luôn. Thì đấy bởi vì là cái tinh thần của cái nhà làm hương này là mỗi một mùi hương nó là một bản nhạc giao hưởng của những nốt hương. Hay không? Nghe thấy rồi không? Sâu sắc. Sâu sắc đúng không? Wow. Thì đây anh sẽ cho em thưởng thức mùi hương này. Nó mãnh liệt vậy trời. Ôi cái hương đầu nó mãnh liệt dã man luôn đấy. Phải cái này phải cho em ngồi nghĩ một lúc nha. Một mùi lịch lãm à? Em dùng từ đấy đúng không ta? Thanh lịch đúng rồi. Đúng không? Một mùi rất là thanh lịch. Em sẽ tưởng tượng ra kiểu một quý cô mặc rất chảnh nhưng mà là mặc quần nhưng không mặc váy nha. Nó phải trông cụ thể thế nhỉ. Mà một bộ vest trắng mà quần tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm có chút sắc sảo, son đỏ. Mùi này em nghĩ là hợp với kiểu người đấy. Anh cũng thấy mùi này là mùi rất là thanh lịch, em thấy nó thanh lịch đúng không? Dạ vâng, rất thanh lịch. Rất thanh lịch, kiểu cảm giác người nó sang chảnh chảnh. Đúng rồi, kiểu sang kiêu kỳ kiểu đấy. Chính xác, sắc sảo. Thế thì đây có phải là một mùi hương mà em thích không? Sắc sảo hơn em rồi. Cái này thì phóng khoáng hơn em, cái này thì sắc sảo hơn em. Vâng, em ở giữa. Cái này thì, nhưng mà mùi này hay, mùi này lạ. Em sẽ cho mùi này 8.75 bằng mùi kia này. Thực ra tất cả những cái mùi em giới thiệu với em hôm nay đều là những cái mùi lạ so với cả đại đa số những cái mùi nước hoa thông thường chúng ta hay gặp như kiểu Chanel Dior. Thì đây nó là những cái chai lạ và thú vị hơn rất là nhiều. Rất là thú vị luôn đấy. Và đến với hashtag cuối cùng, thăng trầm. Một cái show nó rất là vintage đúng không? Thì anh cũng chọn ra một chai nước hoa nó cũng theo một cái phong cách vintage. Thì đây là một chai nước hoa của nhà Sojourn, bộ sưu tập Casamorati. Nó lấy cái cảm hứng từ những cái thập kỷ 19 ấy, thế kỷ 19 chứ. Thế kỷ 19 thì nó cũng là một kiểu là vintage xong rồi làm nó hiện đại hóa lên, làm theo kiểu hiện đại. Cũng nó cũng giống na ná kiểu thăng trầm đúng không? Đấy, thì anh thấy rất là hợp với em trong cái thăng trầm. Và nó cũng có một cái nét trưởng thành. Thì em thử xem. Đây nhá, thì cái chai này tên là Dama Bianca, tiếng Ý dịch ra nghĩa là người phụ nữ tinh khôi. Tên nó là như thế luôn, thẳng thắn thế luôn, người phụ nữ tinh khôi. Người phụ nữ tinh khôi nhưng mà lại có nét cổ điển. Trong trẻo hay là tinh khôi chẳng? Anh không biết tiếng Ý nhưng mà đại khái nó là như thế. Em thích mùi này. Ôi cuối cùng trong bốn lọ cũng đã kiểu một mùi mà cảm giác đầu tiên của mình là đây đúng rồi đấy, mùi này đúng đấy. Người phát đúng luôn. Người phát đúng luôn. Wow. Mùi này là phải xõa tóc, hơi xoăn. Em sẽ hay hình dung về nó nên ướm vào một người con gái như thế nào ấy anh. Tức là phải chọn theo tóc luôn đấy. Chọn nước hoa là phải theo cả tóc luôn đấy, rất cẩn thận luôn.
Tóc vàng một chút thì tốt, tóc kiểu tóc vàng óng ả, xong rồi xoăn 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 đấy, và hơi retro một tí xíu, đúng rồi đó, nó phải là cảm giác retro đấy. Váy vàng hoặc là váy trắng đều được, nhưng mà trắng thì sẽ là màu be đi. Váy be. Hồi trước váy be dài liền, tung bay tung bay. Em thích người này, em cho người này 9.25, à không, 9.5 đi anh. 9.5. Sâu sắc. Cái chứng tỏ thăng trầm nó vẫn là hợp với mình đúng không? Đúng mà. Thì bởi vì cho đến bây giờ nhá, hôm qua em vừa mới trả lời một phỏng vấn. Thì người ta, các anh chị cũng có hỏi em về em có định hướng âm nhạc như thế nào? Tại sao lại là thăng trầm ở thời điểm này? Thì em có sợ rằng là cái định hướng âm nhạc này sẽ ngăn cách em với cả là giới trẻ Gen Z hay không? Thì em đã trả lời rằng là hiện tại em đang cảm thấy rất là chính mình luôn đấy. Từ lúc em làm thăng trầm, khi mà em từ lúc trong phòng thu làm những bản phối, hát những cái giai điệu đấy, mình cảm thấy mình hát thoải mái hơn so với cái hồi mà mình làm những bài trước rất là nhiều. Sau đấy khi mình nghe lại, mình cũng thích, mình tự thích những cái bài nhạc của mình. Em không thích tự nghe lại bài Anh Muốn Em Về Không, em xin thừa nhận. Yêu Đừng Sợ Đau em không thích tự nghe lại. Nhưng mà thăng trầm em nghe lại rất nhiều. Xong rồi cũng được mọi người đón nhận một cách là bản original của thăng trầm, chứ không phải là một bản remix nào đó khác. Đấy, khi mà biểu diễn ca khúc này thì mọi người có vẻ như là mọi người cũng nhìn ra được là cái này là em. Đây mới là một lần thương. Đây là một lần thương. Quan trọng là được là chính mình. Thế mới là sướng đấy. 9.5 đúng không? 9.5 thăng trầm. Ui, rất là may mắn anh hôm nay. May quá, anh chỉ sợ là anh không tìm được cái mùi nó phù hợp với em thôi. Em cũng hồi hộp, em cũng không biết là chai cuối cùng thì có phải là một mùi dành cho mình hay không. Nhưng mà cũng may đúng không? Save the best for last. Yeah, thank you anh. Ok, vậy là rất là vui, hôm nay chúng ta đã tìm được một mùi hương phù hợp với Ngô Lan Hương rồi. Thì không biết là trong thời gian tới thì Ngô Lan Hương có cái dự định gì muốn bật mí cho khán giả không nhỉ? Anh cũng muốn nghe lắm đây này. Thế thì cũng tiện đây, em xin được khoe luôn, trình bày, dạ vâng, quảng cáo. là em đang làm thăng trầm 3. Wow. Có thăng trầm 1, có thăng trầm 2 và bây giờ sẽ có một thăng trầm 3. Một Ngô Lan Hương đã vào Sài Gòn thì làm thăng trầm 3 như thế nào nhỉ? Ai biết đâu. Anh cũng tò mò lắm đấy chứ nhở. Thế có gọi là dự kiến ngày nào mình sẽ ra mắt chưa? Để còn biết lót dép ngồi chờ. Dạ, ngày cụ thể thì chưa có. Thế nhưng mà em sẽ dự kiến ra mắt vào tháng 9, giữa tháng 9. Nghĩa là vẫn trong năm nay thôi đúng không? Vẫn trong năm nay thôi ạ. Được. Còn bên cạnh thăng trầm 3 thì em sẽ tham gia một cuộc thi. Cuộc thi gì nhỉ? Có bật mí được không? Có chứ. Bật mí luôn à? Được, bật mí được. Rất thẳng thắn luôn. Từ The Voice đến bây giờ đã là 5 năm rồi em mới tham gia một cuộc thi. Nhưng mà The Voice mình tham gia với tâm thế là đi chơi. Còn cuộc thi này em tham gia với tâm thế là đi là phải có giải. Là đi thi luôn. Đi thi. Sẽ đi chơi để đi thi. Vâng, đấy là cuộc thi Big Song Big Deal, phiên bản mới của Sing My Song. Vâng, chương trình mà mình vừa sáng tác, mình vừa hát ca khúc của mình luôn đúng dạ, không? Dạ, đấy. Được đấy. Được không anh? Được. Em cũng tự cảm thấy hóng chờ mà. Anh cũng mong chờ lắm đây. Các bạn cũng nhớ mong chờ nhé. Thế thì chúng ta mới thấy là Ngô Lan Hương nam tiến phát chăm chỉ quá nhờ. Vừa ra thăng trầm 3 lại vừa đi thi. Phải thế chứ, thì mình đã mất công mình đi vào rồi thì mình phải làm cái gì đó cho nó khác chứ anh. Đúng rồi, quyết tâm đi vào con đường chuyên nghiệp thì mình phải đầu tư hơn, mình nghiêm túc hơn về nó dạ, đúng vâng. Không? Em rất nghiêm túc hơn đấy. Bởi vì là mình lơ thơ lâu quá rồi, mình lơ thơ phải 4-5 năm rồi. Thì bây giờ đến lúc rồi. It's time. Và trước khi kết thúc Perfume Bar Stories ngày hôm nay thì Ngô Lan Hương sẽ dành tặng cho những khán giả của chương trình những cái ca khúc do chính Ngô Lan Hương sáng tác. Chúc cho mọi người có những phút giây thưởng thức âm nhạc và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những tập tiếp theo của Perfume Bar Stories. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đã có ai nói với em câu này rằng đôi mắt em rất cô đơn chưa vậy? Tôi thấy nỗi buồn phía sau nụ cười. Có phải em mệt lắm không người ơi? Đã có ai nói với em câu này? Yêu đuối chẳng xấu lắm đâu em à.
những nỗi đau đến kéo theo vô vọng, hay chính con đường mà em đã chọn lại chẳng giống như em từng mong. Đã có ai nói với em câu này, cuộc sống vốn dĩ đã luôn như vậy, cứ coi vấp ngã giống như một món quà và đau đớn như một loài hoa. Dẫu nước mắt để làm gì, cứ khóc đi, khóc đi, khóc để thấy rằng mình đã mạnh mẽ đến thế nào, đã cố kìm nén bấy lâu mà phải không? La 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 la. Dẫu cảm xúc để làm gì, buông hết. Suy tư trả hết cho cuộc đời đi thôi.